Hi, hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Sĩ Z. Ôi giời ơi, xẻng vàng. Làm trận xẻng vàng này sứ Thanh Hoa phát luôn nhỉ? Mình nghĩ thực ra nếu mà kích xẻng vàng này thì nghĩ nhiều bạn đánh sứ Thanh Hoa đấy. Nhưng mà mình sẽ... Mình nghĩ mình giỏi tranh nhau. Thôi các bạn không cho mình đánh rồi. Chứ mình nghĩ mình cũng phải cho nhau chứ nhỉ. Chuyển lấy ok xem nào. Đó, tướng ra vào giao tranh W. Mình hay quên nút này không ấy. Chắc là chuyện thần tài cũng được. Mình cũng ít đánh thần tài. Khá ít đánh thần tài. Gì đấy. Không lấy cũng tiếc anh em ơi. Không lấy cũng tiếc. Cao cường. Cái gì ngon ôi sẽ đánh sửa chuỗi thắng đi ăn chuyện thiên cung không nhỉ phải ăn thiên cung không nhỉ. Anh thần tài phát nhỉ, mình đang nhiều máu mà. Anh nhân dịp đang nhiều máu phát mình sang thần tài nhỉ. Có tự chưa có thần tài không? Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mẹ ghét cái con Aloy thế nhờ, nhiều giáp ảo thế nhờ. Cô tí ừ.
đang nhiều máu rồi em, bán máu đi thôi. Nhiều lựa chọn nhỉ, nhiều sự lựa chọn nhỉ. Thề nhiều máu này không đánh thần tài tiếc cực kỳ luôn. Quá tiếc lưới. Một hai ba bốn năm không đánh thần tài thì nó là một cái sự tiếc nuối em ơi.
Xin lỗi anh em tập trung quá nhưng nên là không nói được nên lời. Đang tập trung quá à. Lần đầu chơi thần tài luôn anh em. Mình nghĩ trận này em hơi nhiều đam vật lý này. Khá nhiều đam vật lý. Rất rất nhiều đam vật lý. Ví dụ cái giáp gai này tí mình chơi nhé. Chắc có sắp phải dùng giáp gai rồi. Chạy lấy cái đấy, chạy lấy cái Suzy. Mình chưa biết đánh gì nhỉ? Khá nhiều nhà đánh thiên cung nhá. Chắc không lên 5 thần tài anh em ấy mà. Mình muốn trưởng với Soji nữa nhỉ. Ui, con chết kìa. Cố tí anh em ơi, cố tí. Có hết luôn này em ơi, có cả sát thật sư, có cả sử thanh hoa để mình xoay.
Thứ thanh hoa Pheliot cái gì kia cảnh vệ. Này sứ thanh hoa. Thích mình phải cây xa được anh em ơi. Mình chắc đánh cây xa này. Đúng, không phải đánh cây xa ấy. Kinh về Reven giữ lại. Cho giữ lại. Thế có cái giáp lửa không nhỉ? Có cái giáp lửa với giáp vai người thần. Sozin. Cái xa nhá anh em nhá. Tầm chạy cái xa nhá. Đánh được hay không thì là một chuyện nhưng mà mình nghĩ đánh được. Đẹp hay ghê. Đẹp hay ghê. Đâu đấy, cái đâu đấy là một câu chuyện ngay ngon. Nát không cần nữa mà thật sự là gì à, bỏ hai đấu sĩ đánh on thần rừng được không nhỉ, lên con Azir 2 mình đánh hai tạo tác của con ngẫu nhiên. Không tuyệt vời. Hai đấu sĩ à? Cũng được anh em ơi. Bát đi. Sĩ thần rừng khổng lồ đi cũng được anh em ơi. Hai khổng lồ hai đấu sĩ cũng được. Thêm con Azir. Muốn chơi Silas thôi. Silas đấy cũng điên ạ. Gì bây giờ? Xử ra đi đi. Thế mình bỏ một con này đi à? Đi nó Silas cũng ngon nhỉ? Hay mình lấy Silas nhỉ? Bỏ Reven. Reven thì mất cái con Kyle này mình cũng hơi tiếc. Bát đi. Ê, thì lát không ghi lại nhìn thấy khó nhưng
Tham lam quá nhỉ. Ra cái sai mình nữa. Thôi bỏ nhá. Làm chạy có ngày chết đấy. Ôm kìa. Tham lam có ngày chết đấy. Nó cách xa nhỉ. Rồi, lên 10 nhá. À, lên 9 nhá anh em nhá. 9 thêm con UD, thằng lồi vào. À, chết rồi! Chết dở, không có con A-chop thì làm sao mà có mặc ảnh. Xin một vàng. Ừ ha. Út nhờ. Bảo sứ UD không anh em? Thế mày thêm con gì? Thề mình không quên mất đấy. Thế bảo sứ cay le đi nhở? Bỏ sứ con này với cả con kia đi không? Bỏ hai sạn thật sư đi không? Quên mất đấy. Thầy không nghĩ ra vào đấy thật. Quái gì này. Rất vang nguyệt thần. Bây giờ tiếp mấy con đấu sĩ của mình ạ. Bán sử nó om đi. Quên mất đấy. Bán sử nó om đi anh em ơi. Ồ. Đây là đấu sĩ kia vậy. Silas. Achon. Lỗi lầm quá. Lầm quá anh em ơi, lỗi lầm quá. Lầm quá. Lầm quá. Tại tự nhiên thêm con Azi với cả con Om 2 sớm quá mình bị loạn luôn ạ. Làm ngu dốt. Nhà Leo tanh yếu quá vậy. Điên à, điên đấy. Bỏ Om đi nhá. Bỏ Om đi cho Silas một cái tạo tác kìa.
Mình cần thêm đồ sĩ nữa. Vì đồ sĩ không anh em? Nha. Có lẽ nào? Có lẽ nào không anh em? Mẹ quả cho con Azi với cả cho cái con Om này là mình thật là loạn mà. Biết thế không thèm. Cứ bài chuẩn mà đánh thôi. Bài chuẩn mà đánh thôi. Galio. Mặt chót này. Bài chuẩn mà đánh thôi anh em. Tại sao mình cứ nghĩ linh tinh làm gì đúng không? Bài chuẩn mà đánh thôi. Bài chuẩn mà đánh thôi. Sát lắm rồi, sát lắm rồi. Lên lên bí mật thôi anh em ơi, đừng tiết lộ bí mật này cho ai hết. Không tiết lộ bí mật này cho ai hết là mình lên được đấy. Kín miệng mà anh em ơi, kín miệng, trật tự. Không ai biết là không là không ai tranh đâu. Không ai biết không? Không phải đừng nhìn cái gì, che. Đừng nhìn cái gì cả. Đây rồi anh em ơi. Không lúc này thì là lúc nào? Không lúc này thì là lúc nào? It's now or never. It's now or never. Né con Lissandra là thôi được anh em ơi. Ra đứng thẳng mặt luôn. Sợ thế nhở? Sợ thế nhở? Ngồi chi bậc. Phá tiếp Kai'Sa-ba. Một con Kai'Sa-ba nữa chăng? Thế nào là một con Kai'Sa-ba nữa chăng anh em? Ôi nhìn cục máu nó dày không này. Đã qua. Có thể là trận này trái tranh bài với mình nhở? Đấy, Kai'Sa bây giờ bị nớp yếu thế rồi chăng? Không ai thằng đánh Kai'Sa luôn. Kai'Sa giờ yếu thế rồi anh em? Thật sự luôn. Có lẽ nào em vội quên đi, và có lẽ nào em mang mùa thú đi. Là gì? Là gì? Chảnh nhau quá các bạn ơi, các bạn cứ chảnh nhau mấy cái bài hot pick. Khổ lắm. Chảnh nhau khổ lắm, mình không biết chảnh nhau đâu, mình không biết tranh chấp với ai cả. Tranh chấp nó khổ lắm anh em à. Chân đồ gì con gì đấy nhỉ? Đùa. Lại bảo đùa. Rồi Siddharth thì thôi nhá. Số phận em Siddharth này ẩm hiu qua nhiều năm quá rồi.
Sao đợt em Siddharth đang hầm hưu có nhiều năm quá rồi. Lissandra đâu? Đây, ghi mà con này à? Được. Mình được revenge thì thoải mái. Bảo em mới là em ghi vào revenge thì thoải mái em ơi. Thoải mái. Nhìn nó quyến rũ thế nhở? Ngoài bỏ. Đến được, quá Lissandra lại. Ây da, chết rồi, không để ý rồi. Anh em ơi, không để ý rồi. Mình không có thủ phép nào sao ấy. Anh... Đừng mà. Mình không có thủ phép nào nữa. Ta mấy đồ giảm sát nó ra vẩn mà. Đừng mà. Ờ nhờ sao mày không để ý nhở? Đang tập trung tìm cái xa. Chơi game non thật. Để ý gì? Giờ thì đã quá muộn anh em ơi. Sao mà cản cái bạn kia? Này còn máu mặt hơn ở mình này. Không có một cái giáp phép nào luôn nè. Cần một cái ấy luôn anh em ơi. Cần một cái hai cục phép luôn. Sao này cứ cầm đấy. À đổi sang bên này à, chạy bên này à. Mày còn đang chủ lực bạn ấy, còn level 3 kia nhìn sợ quá. Cố tí anh em ơi, cố tí. Cầm cái giáp phép gì đó anh em ơi. Đây là này được. Trời ơi, Galio 3 mà thua, trời ơi. Cái buồn. Này thì đánh kiểu hiền hòa thôi mà anh không sợ. Hiền hòa. Cũng còn người hiền hòa ấy mà. Sapa. Thế á. Không, mình nghĩ Sapa mình nghĩ cũng chả lên được. Hơi khó, ba con Kai'Sa có những đống tiền. Tìm cách nào counter với bạn kia anh em ơi. Có con UD2. Nghĩ phải có con UD2 mới tính cản được. Phải là con UD2. Đi hai cầm hai cái giáp phép kia. Rồi. Để xem. Rồi đúng hướng rồi. Tôi đi cầm cái nọc phép này. Sao lại không nhìn con Syndra ấy hả? Tiếc quá. Thôi rồi.
Video mình đến đây là kết thúc rồi đó. Thì tiếp trên thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Rồi, bye.